Tên đường con này nè, chạy ra mình bấm máy không biết cá nó còn đây không. Ôi xảy rồi. Con. Cá gì nó bự lắm á mà. Cái cần của mình thì nó nhỏ quá. Ê. Ôi trời. Cái cần của mình nó nhỏ quá, mình sợ lôi nó đứt dây đó mày. Để mình dìu nó. Cá bự lắm. U cá chê. Quá trời bự, bự quá trời các bạn ơi. Bự quá. Ê. Mình không có đem theo cái vợt hả? Mình tính vô đây mình câu cá phi không à. Bự quá trời các bạn ơi. Ê. Này trời. Chê quá bự. Kiểu này làm sao ấy, cái này hy sinh cái nón các bạn ơi, hy sinh cái nón ấy, gì nó vô cái nón ấy, đi hồi nó xảy quá các bạn ơi, ấy chết luôn. Hey, hình quá nó không dậy các bạn ơi. Trời. Lưỡi câu nó móc nó móc dính ngay con mắt. Các bạn thấy không? Đây này các bạn. Quá bự luôn. Mình không thể tưởng tượng được mà cần câu của mình nó mới lớn à. Cái đậu câu mình đi câu cá rô phi. Ở vườn đây là vườn cam của ông anh mình. Mình đi câu cá rô phi mà không ngờ nó lôi phao của rồi mình giật lên nó phát dính luôn. Trời một con quá bự, quá phê, quá phiêu luôn. Các bạn thấy không? Trời. Nè. Bạn coi kỹ này, nó dính từ cái mép miệng này dính ra nè các bạn. Này mới đầu mình tưởng nó dính con mắt mà thực sự nó không dính mắt mà nó lòn từ cái miệng vô á. Thấy không? Lòn từ cái miệng nên nó dính chỗ mí mắt con cá nè các bạn. Làm mình lấy cái nón ra mình làm cái rổ mình xúc nó. Mà xúc nó không có dính. Hên nó dãy hồi cái nó yếu mình dở lên. Hay nè. Kìa chưa? Ẹt luôn. Mình đem theo cái bao mình đựng nó. Mình đã biến sách theo cái thùng bọng rồi lắm. Cái bao đựng không vừa luôn. Bự quá. Các bạn thấy ngoài kia không? Ngoài kia cá nó bỉnh ngoài đó. Mình sẽ chui vô trong kia, mình tìm cái ổ. Cá ăn. Không biết cái gì. Ê. Công nhận giật con cá chê lúc nãy nó quá phiêu luôn. Mà phải chi lúc nãy mà mình ghi hình kịp lúc á, lúc mới ăn á, trình độ nhìn nó đã. Quéo cần giật đâu có lên các bạn. Giật cái nó giật ngược lại con câu, không lên. Lúc đầu tưởng đâu con cá dồ. Cái lôi cái bắt đầu mới thấy cái đầu đó. Mới biết cái chê. Đây còn giữ hai cần à. Hai cần này tính đem câu cho hết nhưng cuối cùng câu không hết. Chứ là mấy cái cần này cũng cắt dây hết trơn luôn các bạn. Để dài thòng lọng là nó dướng vô mấy cây cam, nhánh cam chịu không nổi. Hồi lúc trước lúc cam nó còn nhỏ các bạn. Cam càng nhỏ dễ câu lắm, dính này nè. Con này ăn nè các bạn. Con này ăn không biết cái gì. Cá ăn nè. Cá ăn nè. Ôi. Ôi, linh đạt ơi, chín. Cá phi các bạn ơi. Cá phi. Đây à. Một em cá phi. Đó, thấy không? Biết lắm mà. Mình vô chủ yếu câu con này thôi, mà tại dính con cá chê. Chết cha cái thùng bỏ lúc làm sao luôn rồi mệt nó rồi đó.
khi không được bự lắm vì dừa. Hai em, các bạn thấy là chiều chiều là cá nó bắt đầu ăn rồi đó các bạn. Lúc nãy trưa nóng quá, do lo đi mà bơi đi tìm chỗ sâu mà nó núp bóng mát, sống nực quá làm biếng ăn uống, giờ mát mát rồi bắt đầu ăn uống trở lại. Dây cắt hơi bị thất bại, cắt ngắn nhiều quá, lúc nãy thì nó dài quá, bây giờ thì nó ngắn quá. Này ăn cái gì trời, ăn các bạn ơi, chín con đó nè, chín một con. U con này bự, con này bự, con này bự. Thấy không, con này bự nè, thấy không, nó ăn lúc luôn các bạn. Ây da, đây nè, nó ăn lúc luôn. Con này cũng khá bự nè, bàn tay của mình, bàn tay. Ồ, nó ăn lúc ở trong luôn các bạn ơi. Đây nè, ăn nó ăn nuốt trọng ở trong luôn. Ok, được một em. Mấy cá này đôi khi nó ăn mình không hay luôn á, ăn ngầm ngầm á. Rồi này có điểm này thì ngồi câu đại đi các bạn. Yeah. Hình như là mưa tới các bạn ơi. Rồi rồi, mưa tới rồi, đi về các bạn ơi, đi về. Nghỉ công. Mưa ướt đồ hết. Mấy con tép này mình xổ xuống đây cho cá nó ăn đi các bạn. Đem về bỏ uống. Ha. Đi về. Trời ơi, tép đi. Dính vào chân. Thúi. Rùm luôn. Đây các bạn, trước khi về thì mình sẽ cho các bạn xem thành phẩm của mình hôm nay. Mình câu được một con cá chê khá là bự luôn nè. Cái chị chà bá lửa luôn, hai con cá rô phi cũng chà bá lửa luôn đó. Thì đây là những gì mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn. Đây một đống câu luôn, thì đi về thôi, về thôi, xổ cá ra. Cái thùng này, cái thùng tưới thuốc của ổng mình lấy mình làm đại thôi. Bye bye nha.